Hello everyone. Chân tình thật quý lắm ai ơi. Sẻ chia ấm áp chút tình người. Ung thư nghèo khó bao người nhói. Đau thương với cảnh bạc tiền vơi. Hỡi ai thương giúp người nghèo khó. Mi nguyên chuyển đến tận tay người. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Kính chúc mọi người luôn vui khỏe và bình an. Kính thưa quý vị, hôm nay tiếp tục cuộc hành trình chuyển quà của cô Hương đặt ở Mỹ gửi cho các cụ già bán vé số tại Sài Gòn, Việt Nam. Mời mọi người hãy cùng nhóm Mi Nguyên thực hiện công việc thiện nguyện này nha. Xin mời. Chào chú bán cho con một tờ vé số đi chú. Chú lựa cái tờ mà trúng á nha, tờ không trúng là không chịu đâu. Thật ra thì đi ngang đây thấy chú ngồi bán vé số mà cũng vắng vẻ, không có người. Thôi thì ghé vô ủng hộ chú tờ vé số. Và kế đến thì có cô Hương Đặng ở bên Mỹ á. Cổ gửi quà cho những người già bán vé số tại Sài Gòn, Việt Nam. Thì thấy chú cũng già. Chú nay nhiêu tuổi rồi? 81. Dạ, chú 81. Dạ, có cô Hương Đặng ở bên Mỹ á. Cổ gửi quà cho những người già bán vé số. Mỗi người là một chai dầu xanh với lại 100 ngàn. Thì con gặp chú ở đây, thấy chú cũng lớn tuổi mà ngồi bán vé số, thôi con cũng gửi phần quà này cho chú nha. Tôi cảm ơn cô Hương Đặng ở Mỹ. Tôi mới vừa nhận quà là một chai dầu xanh và 100 ngàn đồng. Chúc cô nhiều sức khỏe. Bye bye. Dạ, bye bye chú nha. Chúc chú đắt hàng nha. Tiếp tục cùng với Xuân đi tiếp nha cả nhà. Chào em nhiêu tuổi rồi? À, 41 ạ. À, em bị làm từ lâu chưa? Dạ, mấy năm rồi. À, mười mấy năm rồi hả? À, nhà ở gần đây không cưng? Dạ, Phong là ở Bình Lợi là Phong. À, cưng ở phòng trọ hả? Dạ. Ồ, này bán một ngày được bao nhiêu tờ vé số? Dạ, 200. Bán được 200, phòng trọ mướn bao nhiêu cưng? Có cô Hương Đặng ở Mỹ, cổ gửi quà cho người già bán vé số, nhưng mà em thì lại không có già. Nhưng mà thấy em bị như thế này thì cũng thấy tội nghiệp. Thôi thì chị cũng xin phép cho cô Hương Đặng gửi cho em một phần quà ha, là 100 ngàn cũng như là một chai dầu xanh. Cô bé này là bị khiếm khuyết đó cả nhà. Cổ ngồi xe lăn đi bán vé số, cổ 41 tuổi. Thôi thì em Hương Đặng cũng cho cổ một phần luôn nha em. Cảm ơn em. Cùng với Xuân đi tiếp nha cả nhà ơi. Chào chú. Ủa chú bán gì vậy? Bán vé giò. Ủa sao chú không bán vé số? Bởi bán buổi sáng đâu mà. Buổi chiều. Chú nay nhiêu tuổi rồi? 77 tuổi. À chú 77 tuổi rồi. Bữa bán vé số ngày kiếm được nhiêu chú? Kiếm mấy chục rồi, kiếm giờ thì ngồi uống cà phê ăn bánh thôi. Nhà ở gần đây hả chú?
Cô cảm ơn cô Hữu Đặng ở Mỹ, cô sức khỏe bình an. Cảm ơn chú, chúc chú đặt hàng nha. Là 100 ngàn và một chai dầu xanh. Dạ. Dạ. Đó, để cô này cô gửi cho bà nha. Dạ. Rồi con gửi bà phần quà nhé. Chai dầu 100 ngàn. Dạ, cảm ơn. Chúc bà khỏe. Dạ. Cho bà 100 ngàn với là một chai dầu xanh. Rồi, cảm ơn cô Hương nhiều. Khỏe cô Hương được mạnh khỏe rồi giàu. Dạ, cảm ơn bà. Cảm ơn. Chúc bà bán đắt hàng nha. Rồi, mau về nghỉ nha bà. Rồi, chào bà, bye bye nha. Bây giờ còn một phần nữa, nhưng cũng xế chiều rồi. Em bảo em cũng phải về có công việc. Do vậy nên xuống hẹn mọi người qua một đêm nữa, ngày mai nha. Ngày mai xuống sẽ đi một người cuối cùng. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Bye bye Bảo nha, bye bye. Đó là quà của cô Hương Đặng ở Mỹ cổ gửi cho người già bán vé số tại Sài Gòn Việt Nam đó gì. Dì có lời nào nói cho cổ vui đi. Cảm ơn cô Hương Đặng. Rồi con cảm ơn dì nhiều nhé. Con dì mua bán khách hàng nhé. Cảm ơn dì bà. Quý vị ơi, công việc mà cô Hương Đặng ở Mỹ đã gửi trao đến những người già bán vé số tại Sài Gòn Việt Nam, Xuân đã hoàn thành rồi. Tất cả là 12 phần quà. Lời cuối cùng thì Xuân cũng xin thay mặt những người đã nhận được quà. Chân thành cảm ơn cô Hương Đặng. Chúc cô và gia đình luôn an lành và hạnh phúc. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Quý vị ơi! Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nếu quý vị nào có nhã ý muốn gửi trao đến những hoàn cảnh khó khăn tại Sài Gòn Việt Nam, Xuân cùng nhóm sẽ sẵn sàng chuyển giúp đến tận tay những gì mà quý vị gửi trao. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quý vị hãy thương và ủng hộ kênh của Xuân nha, bằng cách bấm đăng ký, bấm vào cái chuông ở bên cạnh nha mọi người, để liên tục nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của Xuân, mà cũng là giúp Xuân tự tin mạnh dạn để chia sẻ những video sau được hoàn hảo và tốt đẹp hơn. Giờ Xuân xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin chào tạm biệt.